Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đào Yêu Triết Giang Sơn của tác giả Bạch Lộ Thành Song. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 86. Nàng tin rằng không ai có thể tin tưởng Khương Đào Hoa, người phụ nữ này quá thông minh, chỉ cần một chút không cẩn thận cũng sẽ bị cô ta lừa gạt và trở thành bàn đạp cho cô ta. Trong toàn bộ hậu viện, nàng chỉ cần đề phòng mỗi mình cô ta, những người khác không đáng lo. Nếu phu nhân đã nghĩ như vậy, thì thiếp cũng không còn gì để nói. Đào hoa thở dài, nhìn nàng, nếu sau này phu nhân muốn thay đổi ý kiến và trò chuyện với thiếp, thiếp luôn sẵn sàng. Tần giải ngữ nhíu mày nhìn nàng đưa cố hoài nhu rời đi, không nhịn được thầm nghĩ, nàng ta nghĩ gì thế? Ngài với nàng ta có gì để nói chuyện chứ? Mai chiếu tuyết mặt không đổi sắc, chờ đến khi nàng đi xa mới nói, ý của Khương Đào Hoa là, trong viện này không có bạn bè vĩnh viễn, cũng không có kẻ thù vĩnh viễn. Cuối cùng sẽ có lúc ta phải hợp tác với nàng. Nhưng hiện tại, kẻ thù lớn nhất chỉ có một mình nàng, nàng sẽ không tin bất kỳ lời nào của Khương Đào Hoa. Cố hỏi nhu luôn nhíu mày, theo Đào Hoa trở về tranh xuân các, ngồi trên giường nói ta cảm thấy có gì đó không ổn. Đào Hoa gật đầu, rõ ràng là không ổn, nhìn ra có vẻ tức giận, chuyện này không đơn giản như vậy. Tuy nhiên hậu viện tranh sủng đến mức này, người đứng sau cũng thật gan lớn. Người đứng sau còn có thể là ai? Cố Hoài Nhu không hiểu nhìn nàng, trong viện này ai không ưa ngài? Chẳng phải là tần thị và phu nhân sao? Đó chỉ là bề ngoài. Đào hoa cười, người nghĩ đơn giản quá. Nếu họ quyết tâm hại ta, họ sẽ không tự dính líu. Rõ ràng là có người âm thầm bày kế, khiến chúng ta trở tay không kịp. Đây là lần đầu tiên nàng tham gia trà hội, có chút bỡ ngỡ, nên bị người khác lợi dụng mà không phát hiện nhưng tần thị và mai phu nhân đã tham gia hai lần vẫn không tránh khỏi bị gài bẫy hoặc họ ngu ngốc hoặc người đứng sau kia quá thông minh nghĩ đến cặp mắt thông minh của mai chiếu tuyết đào hoa cảm thấy khả năng này lớn hơn ai có thể lợi hại như vậy cố hoài nhu cúi đầu suy nghĩ ngoài ngài và phu nhân trong sân không có ai đủ thông minh như vậy đào hoa ngạc nhiên sao ngươi không nghi ngờ đoàn vân tâm nàng cũng thông minh mà. Đoàn vân tâm, cố hỏi nhu nhíu mày, nàng không tranh đua, lại ít xuất hiện, ta không thấy nàng thông minh lắm. Ngài nghi ngờ nàng sao? Không có chứng cứ chứng minh nàng làm, nên ta chỉ đoán mò. Đào hoa bóp chén nói, hiện tại hậu viện chỉ có bốn vị nương tử, ra đánh một gậy, bị thương ba người, chỉ có một người không bị ảnh hưởng. Người không thấy kỳ lạ sao? Nghĩ một lát, cố hoài nhu lắc đầu, đoàn vân tâm ít giao thiệp với tần thị, không thể có khả năng thuyết phục tần thị chuẩn bị món chiên mà trà mật ong là ta tự mình mua không thấy nàng nói gì nên không liên quan đến nàng người mua trà khi nào sao phát hiện trà mật ong này đào hoa đột nhiên hỏi cố hỏi nhu thành thật đáp trà này rất thơm đặt ở trung tâm trà trang không thể không thấy hơn nữa chủ quán nói trà này dành cho phụ nữ được tán dương nhiều nên ta mua về thử thật sự không tìm ra dấu vết gì Mọi thứ đều hợp lý, có lẽ Tần thị bên kia cũng tương tự, vì lý do nào đó đột nhiên muốn làm món chiên. Chuyện này không liên quan đến ai khác. Đào Hoa lắc đầu thở dài, chúng ta chỉ có thể chịu thiệt. Nhưng nếu để một người có tâm cơ thâm trầm tiếp tục hại người, không phải chuyện tốt, cần nghĩ cách tự vệ. Cố Hoài Nhu gật đầu, nhưng không thể nghĩ ra cách gì, chỉ ở lại với Đào Hoa một lát rồi về nghỉ. Trong thư phòng Thẩm tại giã nhíu mày hỏi người trước mặt, người gần đây muốn nghỉ phép. Tướng gia phủ yên tĩnh vài ngày, ta đã làm xong việc rồi, tự nhiên muốn nghỉ phép. Tử Yến quy ngồi trong ghế, mắt liếc hắn, trong cung vừa xảy ra chuyện, người không vào hậu viện, để ta ra ngoài đi dạo chút không được sao. Người tùy ý, Thẩm tại giã mím môi, nhưng tìm lý do, từ cửa chính vào. Nói ta là bà con xa của ngươi thì sao? Tử Yến quy cười híp mắt hỏi một cái nghiên mực bay tới, thẳng đập vào ót hắn. Tự Yến Quy xoay người, vững vàng đỡ nghiên mực, cười nói, tướng ra gần đây nóng tính, ta chỉ đùa chút, nói là biểu ca xa của ngươi cũng được. Được, coi như môn khách, thẩm tại dã không đếm xỉa nói, dù sao ngươi có chút bản lĩnh, người khác sẽ không nghi ngờ. Tự Yến Quy sờ mũi, vậy ta phải ở ngoại đường sao? Nếu không ngươi vẫn có thể ngủ trên sàn nhà. Tốt, ngoại đường thì ngoại đường. Tử Yến quy nhún vai, cất kỹ nghiên mực, nhìn thầm tại giả, chính đáng nói, hiện tại tình thế phát triển theo kế hoạch của ngươi, ngươi đừng dễ ngang. Thẩm tại giả liếc hắn một cái, có thể dễ ngang gì? Nữ nhân đều rất nguy hiểm, tử yến quy nghiêm túc nhìn hắn, càng đẹp càng nguy hiểm. Thẩm tại giả cười nhạo, người nói thằng Khương đào hoa nguy hiểm không phải tốt hơn sao? Sao, cha gia nàng có vấn đề? Chưa cha được, triệu quốc xa quá. Tử Yến quy dựa bàn nói, sớm muộn gì cũng tra rõ, dù nàng không có vấn đề, ngươi cũng đừng đặc biệt đối đãi. Đặc biệt ở đâu, thẩm tại giã trêu ghẹo, ngươi không thể vì ta không đưa nàng cho ngươi mà cảm thấy ta đặc biệt. Tự Yến quy gật đầu, đúng vậy, dựa theo đại nhân kia phân phó, ngươi và ta phân công, nữ nhân của ngươi nên thuộc về ta. Nữ nhân mà ta không chạm qua, đưa ngươi đều không sao. Nhưng nếu nữ nhân ta đã chạm qua, Mặc kệ lý do gì, người tốt nhất đừng đụng. Không phải đối với đào hoa đặc biệt, ai cũng vậy. Vậy à, tử yến quy gật đầu, vấn đề này bỏ qua, người đối với nàng có phải có chút không giống. Hôm nay tìm ta chỉ để nói nhảm này, thẩm tại giã không vui, nuôi thỏ trong nhà và thỏ ngoài rừng, thái độ của ta có giống nhau. Tử yến quy gật đầu, vậy nếu sau này nữ nhân này xung đột với kế hoạch thì sao? Giết nàng, thầm tại giả không chút do so dự, lạnh lùng nói. Từ Yến Quy gật đầu, yên tâm mở cửa đi ra. Nhưng đi nửa đường mới thấy không đúng, nói nhiều với thầm tại giả như vậy, kết quả không giải quyết gì, hắn vẫn sẽ sủng ái nữ nhân kia, chỉ cần không đến sinh tử, sẽ không bỏ qua nàng. Vậy sao được, lâu ngày sinh tình, sau này xảy ra đại loạn. Quay đầu muốn trở về, nhưng tự yến quy ý thức được vấn đề là hắn không thể thắng thầm tại giả trong lời lẽ, chỉ có bị hắn thu phục. Sờ cầm, từ Yến Quy quyết định nếu không thể ra tay từ thầm tại giã, vậy thì từ Khương đào hoa bên kia. Nữ nhân lúc nào cũng dễ đối phó hơn nam nhân, hắn đặc biệt sở trường việc này. Màn đêm buông xuống, thầm tại giã truyền lời nói đêm nay muốn xem công văn, nghỉ ngơi ở lâm vũ viện. Vì vậy mọi phòng đều không chờ, lần lượt sửa mặt nghỉ ngơi. Đào hoa mặc quần áo ngủ nằm sấp cạnh cửa sổ ngắm trăng, chờ thanh đài thu dọn giường chiếu nàng nghĩ rằng giờ triệu quốc đến đại ngụy sẽ thoải mái hơn, dù sao nàng biết cách kiểm soát nam nhân, muốn leo lên cũng không khó. Kết quả không ngờ gặp khắc tinh thầm tại giã, hiện tại không thể làm gì khác, ngược lại còn phải đối đầu với một đám nữ nhân âm hiểm. Vận mệnh, thật quá vô thường. Chủ tử, giường chiếu đã xong rồi, thanh đài xoay người nói, ngài đi ngủ đi. Ừ, đào hoa đáp, định đóng cửa sổ, thấy vật gì đó bay qua mặt trăng hằng nga sao dụi mắt nhìn kỹ lại không thấy gì chắc nàng hoa mắt bĩu môi nàng nằm xuống giường nhìn thanh đài cầm nến ra ngoài nhắm mắt ngủ nhưng đột nhiên có người bịt miệng nàng hai tay áp chế nàng trên giường làm nàng không thể gọi cũng không thể động hơi thở của đàn ông phả vào mặt đào hoa mở mắt cố gắng nhìn rõ mặt hắn nhưng ánh sáng đã bị che trong phòng tối om nàng không dãy giụa ngoan ngoãn nằm chờ người này buông ra Sợ hãi, thầm tại giá cười nói, chỉ muốn làm ngươi ngạc nhiên, sao lại dọa đến run thế này. Đào hoa sướng sờ, lập tức cảm giác tay buông lỏng, người này áp chế nàng, cúi xuống bên tai hỏi, nghĩ tới ta không? Ôm lấy eo hắn, đào hoa cười, nghĩ chứ, tất nhiên rất muốn, nhưng sao ra lại đến giờ này? Không ngủ được, muốn cùng ngươi ngủ. Đào hoa cười, ra trước đây không phải ghét bỏ thiếp, không muốn cùng giường sao thẩm tại giã ngạc nhiên, ngươi hiểu lầm rồi, ta không ghét bỏ ngươi. Lời này phải nhìn tiếp mới tin, đào hoa làm nũng, định đứng dậy, đốt đèn đi. Đừng rằng co, cùng kia phải nói, còn không bằng làm. Người trên giường kéo nàng trở về, ôm vào ngực, đêm xuân rất ngắn, chúng ta nên quý trọng. chương 87 Đào hoa nhân tiện đè lên người hắn, đuôi lông mày hơi nhướng lên, cúi đầu ghé sát vào mặt hắn, nếu ra đã vội như vậy, thì để thiếp hầu hạ ngài. Mặc dù không rõ hai bên khuôn mặt, nhưng ánh mắt vẫn thấy được. Đào Hoa mỉm cười, trong mắt dịu dàng mang ánh sáng, nhu tình như nước nhìn người nằm dưới. Từ Yến Quy nằm trên giường, nhất thời có chút ngẩn ngơ. Hắn đã gặp nhiều phụ nữ, nhưng quyến rũ như người này là lần đầu. Phụ nữ quyến rũ thường như thịt béo, hấp dẫn nhưng dễ ngán. Nhưng Đào Hoa quyến rũ tự nhiên, không gượng ép, trong mắt nàng như có cánh hoa bay khiến người dễ dàng bị cuốn vào, một lúc lâu mới tỉnh lại. Người tên gì, giọng nói ôn nhu bên tai vang lên, hắn vô thức đáp, từ yến quy. Ồ, giọng này không giống thầm tại giả. Đào hoa cười khẽ, kéo hắn đứng dậy hướng xuống giường, vừa đi vừa hỏi, vậy là sao? Từ yến quy mím môi, đổi sang giọng của thầm tại giả, nói, đây là kỹ năng khẩu hình. Chỉ cần giải mã giọng và cách phát âm của hắn, từ đó bắt trước. Đào hoa nheo mắt, ấn hắn ngồi xuống ghế. Sau đó nàng xoay người kéo rèm cửa sổ, ánh trăng chiếu vào, người đàn ông ngồi trên ghế kinh ngạc nhìn nàng. Khuôn mặt hắn tuấn tú, mắt phượng, lông mi dài, mũi thẳng, thoạt nhìn không giống người xấu. Nhưng, hành động của hắn chắc chắn không phải việc tốt. Mỉm cười quyến rũ, đào hoa trở lại bên cạnh hắn, hỏi, người có mệt không? Đã trễ thế này, có muốn ngủ chưa? Muốn, tự yến quy ngáp một cái, nhìn kỹ phát hiện mình không rõ cô gái trước mặt thật mệt. Vậy thì ngủ một chút đi, được, đào hoa cười, mắt híp lại, tìm sợi dây, cho chất hắn vào ghế, rồi lén gọi thanh đài, bảo nàng đi lâm vũ viện truyền lời. Tất cả đã xong, tử yến quy ngủ rất ngon, còn mơ thấy một giấc mộng đẹp, trong mộng có tiên nữ lăng ba bước trên mặt trăng đến, khuôn mặt tuyệt sắc. Nàng nhẹ nhàng chạm vào hắn, tiên tử, hắn có chút đỏ mặt, muốn nhìn rõ khuôn mặt nàng, nhưng trước mắt lại như sương mù, nhìn mãi cũng không rõ. Tiên tử cười khẽ, thân thể nàng như rắn quấn lên hắn, càng chặt hơn, khiến hắn khó thở. Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, tử yến quy lầm bẩm chết dưới tay ngươi, cũng không uổng đời. Vậy thì ngươi hãy sớm xuống hoàng tuyền đi, tiếng thầm tại giá kèm theo một chậu nước lạnh, đổ xuống người hắn. Tiên tử biến mất, tử yến quy mở mắt, phát hiện mình vẫn bị trói. Nhìn xuống, hắn thấy mình bị trói chặt trên ghế, dây thường quấn nhiều vòng. Ai lại ác như vậy? Nhíu mày ngẩng đầu, thấy thẩm tại giã ngồi đối diện, trong ngực ôm vật nhỏ, tay cầm chậu nước, đầy vẻ cảnh giác nhìn hắn. Trong phòng chỉ có ba người họ, tỉnh chưa, thẩm tại giã mỉm cười, một tay ôm đào hoa, tay kia đặt trên tay vịn, chống cằm, liếc nhìn hắn nói ta đã cảnh cáo ngươi rồi, sao ngươi không nghe? Nháy mắt vài cái, tự yến quy chưa kịp phản ứng, đã xảy ra chuyện gì? đào hoa ôm chậu nước không mấy thân thiện nhìn hắn ngươi nửa đêm xông vào phòng ta giả giọng tướng ra để làm việc xấu nên ta trói ngươi lại sao ngươi làm được tự yến quy trợn mắt nhìn nàng không tin nổi ta không hề phát giác chút nào đó là vì ngươi ngu xuẩn thẩm tại giã tức giận nói đừng coi lời ta như gió thoảng nếu không chuyện này truyền đi mất mặt chính là ngươi yến quy bị nữ nhân tay trói gà không chặt trói lại đào hoa bất mãn ra Thiếp vẫn có đủ sức bắt gà mà. Ngươi im đi, Thẩm Tại dã sách nàng đứng lên, ném lên giường đắp kín mền, ta với hắn là quen biết cũ, đêm nay hắn chỉ đùa một chút, ngươi không cần để tâm. Còn lại giao cho ta xử lý. Được, Đào Hoa ngoan ngoãn gật đầu, nắm chặt chăn, nếu là người quen của gia, thiếp không nói thêm gì. Gia xử lý xong cũng nên nghỉ ngơi sớm. Ừ, Thẩm Tại dã vuốt gầm, thấy nàng nhắm mắt, mới xoay người nhặt dao găm cắt dây trói trên người từ Yến Quy, sách hắn ra khỏi tranh xuân các. Thực sự không thể trách ta, bị lôi đi, từ Yến Quy thở dài, ta đâu biết nàng lợi hại như vậy, còn biết dùng phép mê hồn. Vậy nên ta đã nói, nàng không phải đối thủ của ngươi, ngươi không coi trọng, thì đáng đời bị nàng trói. Thẩm tại giã lôi hắn vào lâm vũ viện, giao găm kề cổ hắn, cười hỏi, vừa rồi ngươi đã làm gì? Nuốt nước miếng, từ Yến Quy chân thành nói, ta chưa kịp làm gì, liền bị trói như ngươi thấy. Không đụng vào nàng, không, mũi dao nhích lên một tấc, đau đến tự yến quy giơ tay lên, được rồi, ta biết rồi, sau này tuyệt đối không dám mạo phạm Khương Thị nữa. Hôm nay ta đã chịu thiệt, sẽ nhớ lâu, người biết, lời hứa ở đây vô dụng, thẩm tại giã ngoài cười nhưng trong không cười, để lại một bộ phận thân thể đi. Toàn thân nổi da gà, tự yến quy nhìn hắn, ngươi nghiêm túc. Tất nhiên, ngươi chọn ta động thủ hoặc tự mình làm. Từ Yến quy sụp đổ, biết hắn là người nói một không hai, để giảm bớt đau đớn, đành cầm dao tự cắt tay, đưa máu cho hắn, điều này cũng tính là một bộ phận thân thể chứ. Thẩm tại giã ghét bỏ lắc tay, lùi lại hai bước, Khương Thị biết dùng phép mê hồn, người sau này nhớ phòng bị kỹ càng sẽ không sao. Nhưng tốt nhất đừng gặp nàng, nàng rất thù dai, gặp nàng sẽ không có kết quả tốt đâu. Hiểu rồi, tự yến quy hít một hơi, băng bó vết thương, trong đầu thoáng hiện gương mặt Khương Thị, nhịn không được lẩm bẩm thật đúng là càng đẹp càng nguy hiểm khẽ hừ một tiếng thầm tại giã ném hắn ra khỏi lâm vũ viện rồi tự mình về nghỉ ngơi đào hoa ngủ một giấc ngon sáng sớm hôm sau dậy vừa đến lăng hàn viện thỉnh an liền thấy thẩm tại giã đang dẫn mọi người đến gặp một người vị này là môn khách mới đến tướng phủ giỏi võ họ từ thẩm tại giã nói với mai chiếu tuyết chào hỏi một chút sau này tránh xung đột mai chiếu tuyết cười gật đầu thấy đào hoa ở cửa, liền nói, Khương nương tử, mau vào. Đào hoa tò mò bước vào, hành lễ theo quy củ, rồi quay đầu nhìn lại. Đây là môn khách mới, nhìn thấy đôi mắt phượng quen thuộc, đào hoa khóe miệng giật giật, một lúc sau mới gật đầu tiên sinh có lễ. Tử Yến quy nhìn nàng với ánh mắt phức tạp, Khương nương tử có lễ. Mọi người ngồi bên cạnh đều cảm thấy không khí có chút kỳ lạ, liễu hương quân nhanh nhỏ hỏi, hai vị biết nhau. Không biết, từ Yến Quy và Đào Hoa Đồng thanh đáp, rồi một người đứng yên, một người tìm chỗ ngồi. Thẩm tại giã vuốt chán, nói, gặp mặt là được, từ tiên sinh thường không ở phủ, khi cần sẽ giúp tuần tra, không cần hoảng sợ. Vâng, mọi người đồng thanh, thẩm tại giã liền dẫn từ Yến Quy ra cửa. Tần giải ngữ nhìn đào hoa vài lần, khẽ cười nói, hôm qua tranh xuân các thế nào? Nghe nói ra nửa đêm còn đến, không có gì, thiếp thấy ác mộng, đào hoa gật đầu, ra đến một lúc rồi trở về nghe xong mọi người trong phòng đều không vui liễu hương quân cao mày nói chỉ vì ác mộng mà kêu ra dậy có phải hơi quá không dù ra sùng ái nương tử nhưng cũng không nên phiền phức như vậy ta đã sai đào hoa ngoan ngoãn nhận lỗi sau này sẽ không tùy hứng như vậy mai chiếu tuyết nhẹ giọng chỉ hy vọng người khác cũng học theo ra nghỉ ngơi rất quan trọng dù sao mỗi ngày đều bận rộn các ngươi nên quan tâm ra nhiều hơn Thiếp hiểu, đám hoành hoành yến yến đồng loạt gật đầu. Sau một trận lễ nghi, đào hoa cùng thanh đài trở về tranh xuân các. Trên đường, cố thị đi cùng một đoạn, không nhịn được hỏi, ngài thật sự không biết từ tiên sinh sao. Chúng ta trông giống như biết nhau. Đào hoa nhướn mày, có lẽ thiếp nghĩ nhiều. Cố hỏi nhu mím môi, lúc thấy tiên sinh đó, ngài trông có chút ngạc nhiên. Xong rồi, nàng không có chuẩn bị tâm lý, che giấu không tốt. Ngay cả cố thị cũng phát hiện, các chủ tử khác chắc chắn sẽ nghi ngờ. Nhưng cũng không sao, người đó là môn khách, ở ngoài phủ, chỉ cần không có gì bất ngờ, sẽ không phải gặp lại. Nghĩ vậy, đào hoa cười, Trần An cố thị, rồi trở về. Nhưng tối hôm đó, một việc bất ngờ xảy ra, nhìn người đứng ngoài cửa sổ, đào hoa hít sâu, cắn răng hỏi, ngươi lại tới làm gì? Tử Yến quy cười khẽ, so với nương tử, tại hạ mới cần căng thẳng, không cẩn thận sẽ bị trói lại biết rõ ngươi còn, đào hoa trừng mắt, ta với ngươi không thù không oán, sao lại muốn hại ta? Thật sự không thù không oán, nhưng tại hạ lại có ơn với nương tử. Tử Yến quy ôm cánh tay, nhỏ giọng nói, nương tử lấy oán trả ơn, e rằng không tốt đâu. Có ơn, đào hoa nhìn hắn như bệnh thần kinh, chúng ta gặp nhau trước đây chưa? Gặp rồi, tử Yến quy đưa tay che nửa mặt, chỉ chừa đôi mắt, lần trước ở tĩnh dạ đường. Ngài quên hiệp khách múc nước giúp ngài. Hơi sững sờ, Đào Hoa bừng tỉnh, ngươi là hằng nga đó. Là hiệp khách, mặc kệ là gì, Đào Hoa nhìn hắn từ trên xuống dưới, không thể lý giải, ngươi không phải muốn ám sát thẩm tại giã sao? Sao lại thành môn khách của hắn? Chương 88. Chuyện này rất phức tạp, Từ Yến Quy với vẻ mặt đầy chăn chờ nói, nhưng xin nương tử hãy tin tưởng, ta không phải người xấu. Nghe vậy, Đào Hoa cười lớn, bước lui một bước để quan sát kỹ nàng. Ôi trời Nương tử đừng thế chứ, ta đến lần này chỉ để giải thích hiểu lầm. Thấy phản ứng của nàng, tử yến quy bẽn lẽn sờ sống mũi, lần trước chỉ là đùa một chút, mong nương tử hãy rộng lượng bỏ qua lỗi lầm của ta. từ tiên sinh nửa đêm đến đây để nói những điều này, rõ ràng là không màng tiểu tiết. Đào hoa hít mắt, nếu có người thấy, nói ta tranh xuân các tư thông với người đàn ông khác, thì tội này ai sẽ gánh, tiên sinh hay ta? Tử yến quy xứng lại nhìn quanh rồi nhỏ giọng nói, không nghiêm trọng vậy chứ. Trễ thế này, ở đây là địa bàn của nương tử, ai mà phát hiện được. Trên đời này không có bức tường nào không bị gió lùa. Đào hoa nhún vai, kéo dây cửa sổ nói, tiên sinh đã nói hết, ta sẽ nhớ ơn, nhưng ân hoán từ đây xóa bỏ. Giờ chúng ta không nợ nhau gì nữa, tiên sinh nên mau về đi. Nói xong, bùm một tiếng nàng đóng cửa sổ lại. Tử Yến quy sướng người trong giây lát, rồi nhanh chóng thi triển khinh công trở về phòng mình. Nhìn vào gương soi, gương mặt này vẫn là của mình, nhưng sao nàng lại có thái độ như thế? Bóp cầm suy nghĩ, từ Yến Quy không hiểu nổi, đã từng tiếp xúc với hàng trăm phụ nữ, chưa gặp ai khó đối phó như nàng. Chẳng lẽ nàng thật lòng thích thầm tại dã nên giữ khoảng cách với người đàn ông khác? Chuyện này thật kỳ lạ, ai lại có thể kiên trì với người như thầm tại dã người đàn ông âm trầm như vậy? Không biết nói chuyện, lại không thú vị, làm sao so được với mình. Ngày hôm sau, thầm tại giã dẫn theo từ Yến Quy ra ngoài làm việc, suốt đường đi cảm giác người bên cạnh cứ nhìn chằm chằm hắn như người bệnh. Người làm gì vậy, thầm tại giã khẽ nhíu mày, không vui nói, nhìn đường, đừng nhìn ta. Ta nhìn kỹ một chút, người cũng không đẹp bằng ta. Từ Yến Quy thì thầm, chắc chắn là vấn đề thân phận rồi. Liếp nhìn hắn, thầm tại giã trầm giọng, ta đã nói với ngươi, đừng có ý đồ gì với nàng người đang ghen à từ yến quy nhún mày không phải thẩm tải giã nghiêm túc nói ta còn nhiều việc chưa xong không muốn phải dành thời gian đi viếng mộ ngươi từ yến quy không đến mức kinh khủng như vậy chứ hắn bây giờ đã cảnh giác cao độ tuyệt đối sẽ không bị mê hoặc nữa chỉ cần không bị dụ dỗ dù là nữ nhân có thể làm gì được hắn trước tiên hãy tập trung làm việc ngìm ngựa dừng trước một ngân hàng tư nhân, thầm tải giã xuống ngựa, dẫn hắn cùng chạm lô vào trong. Tử Yến quy bĩu môi, tuy không muốn nhưng vẫn đi theo. Ba người mặc y phục thường, nhanh chóng hòa vào đám đông, trở nên bình thường. Ở kinh đô đại ngụy, hai ngân hàng tư nhân lớn nhất là Dung Hội và Thông Suốt. Dung Hội nổi tiếng với lượng bạc lưu trữ khổng lồ, còn Thông Suốt nổi tiếng với các máy móc tinh xảo. Cả hai đều có chi nhánh ở ba quốc gia lớn, có thể gửi tiền ở một chi nhánh và rút tiền ở chi nhánh khác. Trưởng quỹ Ngạc Nhiên ngẩng đầu lên và thấy thẩm tại dã đưa ra lệnh bài của Du Vương phủ, liền cung kính mời hắn vào trong. Quán thông tiền trang có một kho hàng rất lớn để lưu trữ các vật phẩm quý giá như trang sức của phụ nữ và vàng bạc của quan lại. Du Vương, do dính vào vụ án tham ô, tài sản của hắn đã bị tịch thu, chỉ còn lại số tiền lệ phí hàng tháng để sống. Tuy nhiên, rõ ràng hắn còn giấu tài sản ở đâu đó và sau hơn nửa tháng điều tra, cuối cùng đã tìm ra nơi này. Dù vương đã gây khó dễ cho hắn một thời gian, dù sao cũng phải trả lễ lại, đồng thời cũng muốn cho cảnh vương yên tâm và tiếp tục tin tưởng hắn. Ngăn tủ mở ra, bên trong chứa đầy ngân phiếu và khế đất. Thẩm tại giã nhớn mày, lấy ra đếm, có 20 chỗ trạch viện và 200 vạn lượng bạc. Dù vương điện hạ của chúng ta thật sự giàu có. Thẩm tại giã không biến sắc, đặt đồ trở lại, ngẩng đầu nghiêm túc dặn dò trường quỹ, đây là tài sản của Du Vương Điện Hạ, không được để ai động vào, hiểu chưa? Trường quỹ gật đầu liên tục, đại nhân yên tâm, ở đây xem bạc chỉ cần lệnh bài, còn rút bạc thì phải có mọc quyết của Du Vương Điện Hạ, người khác không thể lấy được. Hơn nữa, chúng ta luôn giữ chữ tín trong kinh doanh, tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài nửa chữ. Xin đại nhân truyền lại cho Du Vương rằng lợi tức tháng này sẽ sớm được đưa đến phủ. Tốt, thẩm tại giã cười, đóng kín cửa tủ rồi xoay người ra ngoài. Ngươi làm cái gì vậy? Ra khỏi ngân hàng tư nhân, từ Yến Quy mới mở miệng, muốn đuổi cùng giết tận Du Vương sao? Cảnh Vương đã giám quốc, có thể đuổi tận giết tuyệt rồi, ta giữ hắn làm gì? Thẩm tại giã cười khẽ chỉ là cơm muốn ăn từng ngủ, làm việc cũng phải từ từ từng bước một, không thể vội vàng. Dùng mình một cái, tự yến quy cao mày nói, ta không hiểu tâm tư của ngươi, ngươi tự làm theo ý mình đi. Còn chuyện gì nữa không? Có, ngươi trả lại lệnh bài của Du vương đi. Thuận tay ném thứ đó vào lòng hắn, Thẩm Tại Dã nói, đừng để hắn phát hiện, nếu không sẽ có chuyện xấu. Phủ Du vương hiện tại thủ vệ rất nghiêm ngặt, Từ Yến quy chừng mắt, ngươi bảo ta trả lệnh bài vào ban ngày sao? Công phu của Từ môn chủ, ta rất yên tâm, Thẩm Tại Dã chắp tay, bảo trọng. Nếu không phải là người trên cùng một chiếc thuyền, hắn đã sớm ra tay bóp chết người này hai người chia tay thầm tại giã mang theo trạm lô đi đến kinh đô nha môn tự yến quy chạy một chuyến đến phủ du vương trong lúc trả lệnh bài đã tình cờ nhìn thấy một cặp ngọc bội uyên ương cặp ngọc bội được điêu được chạm khắc rất tinh xảo uyên ương quấn quýt bên nhau mắt rất sống động nhưng cặp ngọc bội tuyệt phẩm này lại bị du vương tùy tiện ném vào góc thật là đáng tiếc suy nghĩ một chút tự yến quy thuận tay lấy cặp ngọc bội giấu vào lòng rồi trở về phủ thừa tướng Đào Hoa đang ngồi uống trà trong hoa viên, bên cạnh thanh đài nhỏ giọng hỏi, chủ tử, tối qua trong viện của chúng ta có ai đến không? Sao người biết, Đào Hoa nhướn mày hỏi. Hậu viện có dấu chân, Tây Lâu phát hiện, thanh đài mím môi, dấu chân đó trông như của nam nhân, nô tỳ đã báo cho nàng đừng nói ra ngoài, muốn hỏi chủ tử là thế nào. Đào Hoa nhún vai, không có gì đâu, có người nửa đêm đến tìm ta nói vài câu. Chủ tử, thanh đài nhíu mày, gần đây trong phủ đã có người bắt đầu bố trí ngài ngài còn nói chuyện với ai không phải ta muốn nói mà là hắn đến đào hoa bất đắc dĩ nói người tốt không giống người tốt người xấu không giống người xấu nhưng trước mắt không hại ta ta cũng không muốn so đo với hắn còn về việc trong sân bố trí người của ta cũng không có gì các nàng biết bố trí thì cứ bố trí thành đài có chút nóng này ngài không nhận ra tướng ra gần đây cũng không đến sân nhỏ của chúng ta sao có phát hiện, nhưng hắn cũng không đến sân khác, có lẽ đang bận việc. Nô tỳ sợ hắn vội là giả, thất vọng với vài sân rồi mới là thật, đến lúc đó ngài sẽ thất sủng. Thanh đài, đào hoa trêu ghẹo nhìn nàng, trước kia sao ta không nhận ra. Người qua thích hợp làm cung nữ bên cạnh nương nương trong cung, quan tâm đến vậy. Chủ tử, thanh đài dẫm chân, nô tỳ chỉ là lo lắng cho ngài thôi. Hoàng đế còn chưa vội mà thái giám đã vội, Đào hoa kéo tay nàng nói, ân sủng của gia chỉ có thể chờ, không thể cưỡng cầu. Hiện tại chúng ta phải bảo toàn bản thân, sống yên phận trong hậu viện này, ngươi đừng vội làm sai. Bảo toàn bản thân, thành đài nhíu mày, chúng ta không phải đang yên ổn sao? Ngài có địa vị sau phu nhân trong viện tử này, còn lo lắng gì? Với tiểu ngu ngốc này không có cách nào trao đổi, đào hoa chỉ lắc đầu, chống cầm nhìn về phía xa, lặng lẽ ngẩn người thẩm tại giả không sùng người, hậu viện một đám nữ nhân chỉ biết tịch mịch. Nữ nhân qua tịch mịch sẽ làm ra chút việc yêu thiêu thân, như có người biên ra chuyện xưa, nói hắn với từ tiên sinh kia là quen biết cũ, trước đây có một đoạn tình cảm thê mỹ thảm thiết, sau này nàng chọn vinh hoa phú quý, bỏ rơi từ tiên sinh, nên ánh mắt của từ tiên sinh nhìn nàng mới phức tạp như vậy. Nghe chuyện xưa này đào hoa chỉ ngáp, nghĩ thầm biên cũng phải giống chút chứ, nàng là người triệu quốc, từ tiên sinh là người ngụy quốc, nàng vừa đến đã gả vào phủ thừa tướng, làm sao có thời gian có một đoạn tình cảm thê mỹ thảm thiết với tử Yến Quy. Tuy nhiên, trong viện tử này có quá nhiều người ngu xuẩn, nhiều người lại chọn tin tưởng chuyện xưa này, ánh mắt nhìn nàng cũng khác đi. Đầy tớ ngu xuẩn cũng thôi, đào hoa không có ý định so đo với họ, có thể đến lăng hàn viện thỉnh an, thậm chí tần giải ngữ cũng kỳ lạ mà nói, khương nương tử gần đây tinh thần không tốt lắm. Đào hoa liếc mắt, cười dịu dàng, ra không đến hậu viện, mấy người tìm muội nào có thể tinh thần tốt. Đúng vậy, ra không đến hậu viện, khắp nơi đều trống rỗng. Tần giải ngữ che miệng cười, nhìn nàng nói, nhưng vô ích cũng vô ích, đừng làm gì để bù đắp khoảng trống hư không thì tốt hơn. Mọi người một trận thồn thức, đào hoa nhìn tần giải ngữ, nương tử cớ gì nói vậy. Có vài lời không thể nói quá rõ, nếu không sẽ mất mặt ra. Tần giải ngữ nói, nhưng đã vào tướng phủ, mong khương nương tử nhiều giữ quy củ chuyện trước kia đã xảy ra, hãy quên đi. Lời đồn không đáng sợ, đáng sợ là những câu nói nửa thật nửa giả vu oan ái muội, còn không tốt để cãi cọ với nàng. Đào hoa nhún vai, thản nhiên nói, mặc dù không rõ tần nương tử nói gì, nhưng ta không làm chuyện bậy bạ. Làm người cũng nên có chút đầu óc, không cần nghe tiếng gió đoán trời mưa. Người nói ai không có đầu óc, tần giải ngữ nhíu mày hỏi. Sớm tinh mơ đến ẩm ý, các người không mệt, ta nghe cũng mệt. Mai Chiếu Tuyết cuối cùng mở miệng, nhìn Tần Giải Ngữ một cái, rồi nhìn về phía Đào Hoa, có chuyện nói chuyện, đừng châm chọc. Được, Đào Hoa vuốt cằm, ngẩng đầu quét một lượt căn phòng, ánh mắt tĩnh mịch. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 89. Thực ra nàng rất không thích bị động, nếu là lúc mới đến Tướng phủ chưa quen cuộc sống nơi đây thì cũng được, bị người khác đùa giỡn chịu thiệt coi như học quy củ. Nhưng bây giờ nàng đã hiểu rõ từng người trong viện này không có lý nào phải chịu những cú đâm sau lưng như thế ánh mắt nàng dừng lại trên người đoàn vân tâm yên tĩnh như tranh vẽ đào hoa cười chúng ta nên học theo đoàn nương tử một chút tĩnh tâm sống qua ngày lúc nào cũng ồn ào thực sự không có ý nghĩa nếu đã động tay thì đừng động miệng quá nhiều đoàn vân tâm sướng sờ ngẩng đầu nhìn nàng khương nương tử nói như vậy thực sự khiến ta cảm thấy hổ thẹn lời này không sai mà chiếu tuyết thở dài nói nếu các ngươi cũng ôn nhu và lịch sự như đoàn thị Ta không biết đã phải lo lắng bao nhiêu." Tần thị hừ nhẹ, cúi đầu kéo khăn tay, Đào Hoa cười nhẹ, bưng trà lên nhấp một ngụm. Buổi hội sớm kết thúc, Đoàn Vân Tâm đứng dậy, vừa bước ra khỏi Lăng Hàn viện thì nghe thấy giọng Khương Đào Hoa gọi, "Đoàn Nương tử, dừng bước." Quay đầu lại nhìn, Đoàn Vân Tâm mỉm cười, "Khương Nương tử có chuyện gì sao?" "Ta muốn xin lỗi nương tử." Vẻ mặt thành khẩn nhìn nàng, Đào Hoa nói, "Lần trước nương tử nói quý phi nương nương thích khổ trà." ta hoài nghi nên không tin ngươi. kết quả ngược lại phụ lòng nương tử, quý phi nương nương thật sự thích khổ trà. nương tử có ý đề phòng người khác là tốt. ánh mắt diệu xuống, đoàn vân tâm ôn hòa cười, chỉ là trong viện này cũng có người chân tình thật lòng, sẽ không hại ai cả. đúng vậy, giờ ta đã hiểu. đào hoa gật đầu, sau này sẽ không oan uổng người tốt nữa. đoàn vân tâm khẽ nhúc nhích ánh mắt, ngẩng đầu nhìn xung quanh, kéo đào hoa sang một bên nói, nương tử nếu tin ta vậy ta nhắc nàng một câu. Hãy cẩn thận tần nương tử. Hả, đào hoa nhìn mờ mịt tần nương tử dù hay cãi vã với ta, nhưng không làm gì đáng sợ, sao mọi người lại bảo ta phải cẩn thận nàng. Khi nương tử vào phủ, không gặp từ ma ma dạy quy củ sao? Đoàn vân tâm che miệng, sau khi tần nương tử vào phủ, ai học quy củ với nàng đều biết phải cẩn thận với tần nương tử. Đào hoa sướng sờ, suy nghĩ một chút, đúng là có một ma ma như vậy, sau khi dạy xong quy củ còn nói cẩn thận tần nương tử. Nhưng tần nương tử chỉ là người hay nói miệng mà thôi. Trong viện này, nàng tỏ ra bá đạo một chút, cũng không khiến ai nhường bước. Nàng đã làm gì khiến người khác phải cẩn thận với nàng vậy? Đào hoa hỏi. Đoàn vân tâm mím môi, do dự một chút rồi nói, việc này chỉ có rất ít người biết, người nghe xong đừng tiết lộ ra ngoài. Trước đây trong tướng phủ đã có một nữ nhân mới được sủng ái, gia định nâng nàng lên làm thị thiếp, nhưng nàng đột nhiên chết không rõ nguyên nhân trong hải đường. Tần nương tử nói nàng tái phát bệnh cũ và chết bất đắc kỳ tử, nhưng... Điều này chỉ lừa gạt được người ngoài thôi. Đào hoa sừng sốt, chừng mắt nhìn nàng, ra không truy cứu sao. Lúc ấy hải đường được sủng ái, người chết không phải là thân phận cao quý. Hơn nữa tần gia đã lo liệu tốt hậu sự, nên gia cũng không truy cứu nhiều. Đoàn vân tâm thở dài, nếu là hiện tại, tần nương tử không còn được sủng ái nữa, có lẽ mạng nàng cũng không được bảo toàn như trước. Ý là, nếu có ai dám lôi chuyện cũ ra, có thể làm cho tần thị ngã nhào. Đào hoa sợ hãi, giả vờ như không hiểu ý nàng, rụt phai nói, vậy là ta lỗ mãng rồi, cứ tưởng tần nương tử chỉ có miệng lưỡi sắc bén, không ngờ nàng thực sự lòng dạ độc ác. Cảm ơn nương tử nhắc nhở, sau này ta sẽ cẩn thận hơn. Đoàn vân tâm mím môi, nhìn nàng, ta nghĩ rằng nương tử thiện lương, có thể sửa lại án oan cho người chết, không ngờ nương tử lại sợ hãi như vậy. Thật hồ thẹn, thật hồ thẹn, đào hoa cười cúi đầu, ta từ trước đến nay rất sợ chết, ít khi có lòng đồng cảm. Đoàn nương tử ra thế không thấp, trong viện này có thể mạnh hơn ta. Nếu đồng cảm với người chết oan, sao nương tử không tự mình lật lại bản án cho nàng? Đoàn vân tâm dừng lại, mỉm cười, nương tử nói đùa, ta không được ra thịnh sùng, lại không bằng tần thị ra thế cao, làm sao có sức lực làm việc này? Nương tử bất lực, thiếp cũng vậy. Đã như vậy, mỗi người tự quét viết trước cửa nhà mình, không cần lo chuyện người khác. Đào hoa có chút bất đắc dĩ nói, đã muộn rồi, ta cũng nên trở về thiêu hoa, xin từ biệt. Nói xong, nàng cúi đầu chào, cùng thanh đài trở về tranh xuân các. Đoàn vân tâm sướng sờ nhìn nàng, trong ánh mắt vừa có sự ngạc nhiên, vừa có sự tìm tòi nghiên cứu. Trong viện này, nàng hiểu rõ lòng giả từng người, chỉ riêng Khương Nương Tử là không thể thăm dò được có lúc bí ẩn có lúc lại đơn thuần trước đây dù thắng một trận nhỏ nhưng cũng không làm nàng tổn thương gì thực sự khó đối phó tôi đó thẩm tại giã cuối cùng cũng đến tranh xuân các đã ba canh giờ ra đào hoa vui vẻ nhào vào ngực hắn đưa một miếng điểm tâm vào miệng hắn mau nếm thử có ngon không thẩm tại giã nhún mày sách nàng lên bằng một tay đặt nàng lên giường nệm sau đó nhai nhai thứ gì đó trong miệng lông mày nhíu lại cái gì đây Bánh bao vỡ hả? À? Đào hoa miếu máu, có mùi khét hả? À? Thiếp làm lâu lắm, nướng bánh bao bên trong có nhân thịt bò tương, muốn thử xem có thể làm ra món điểm tâm mới lạ và ngon hay không. Người làm mà không thử qua hả? À? Nhíu mày nuốt xuống, thầm tại giã hỏi vẻ ghét bỏ. Đúng vậy, ta sợ gia vị không đúng, lỡ ăn bị tiêu chảy. Đào hoa nói vẻ đương nhiên, thẩm tại giã, sợ tiêu chảy mà lại cho hắn nếm thử. Chào ôi chào ôi, ra, có chuyện tốt để nói thấy thẩm tại giã híp mắt giơ tay lên, đào hoa vội nhảy lên ôm chặt lấy cánh tay hắn, cười hì hì, thiếp chỉ đùa chút thôi, điểm tâm không vấn đề gì, chỉ là độ lửa chưa nắm tốt, cần luyện thêm. Người cả ngày ngây ngốc trong sân chỉ để làm điểm tâm sao? Thẩm tại giã nhún mày, đào hoa bĩu môi, nếu không thì làm gì? Không thể tùy tiện ra ngoài phủ, buồn bực đến nỗi sắp sinh nấm mốc rồi. Muốn ra ngoài thì đi hỏi phu nhân lấy tấm bảng là được rồi. Thẩm tại giã liếc nàng, nhưng ngươi gần đây lại gây chuyện, phu nhân đã nói với ta lời đồn trong phủ đều không có lợi cho ngươi. Nhún vai, đào hoa nói, phu nhân hiểu lầm tiếp, nên ra ngoài phủ lấy nhãn hiệu không tiện, phủ trong lại chướng khí mù mịt. Nếu không thì ra vụng trộm cấp thiếp đặc quyền, để thiếp ra ngoài hít thở không khí. Muốn đi đâu hóng mát, thẩm tại giã nhìn quanh phòng một cái, nhún mày, phòng ngươi sao thiếu nhiều đồ vậy. Bị trộm à, thật không có, bò vào lòng hắn ngồi, Đào hoa đưa mặt gần hắn, cười híp mắt nói, chỉ là có chút đồ dư thừa, nên thu lại, không quan trọng. Trở lại chuyện chính, nếu ra tiện, thì cấp thiếp tín vật, thiếp muốn đi ngắm cảnh quanh kinh thành, giải sầu. Nhìn vào mắt nàng, thầm tại dã nói, muốn tín vật không phải không thể. Khóe miệng nhếch lên, đào hoa trong nháy mắt hiểu ý đại gia này muốn gì cũng được, nhưng phải trao đổi ngang giá. Gia có gì phân phó à? Bắt người phải ngắn tay, nàng vẫn phải hỏi với vẻ mặt tươi cười. Gần đây sự vụ bận rộn, ta không để ý đến hậu viện. Thẩm tải giã nói, trong vài ngày tới, có thể sẽ có người mới đến, người giúp ta chăm sóc họ. Cái gì, người mới, đào hoa trừng mắt, ai xui xẻo muốn vào hậu viện của chúng ta vậy? Ánh mắt lạnh lẽo, thẩm tải giã đưa tay bóp cầm nàng hỏi, người cảm thấy hậu viện của tướng phù ta rất suối quẩy. Còn chưa đủ suối quẩy sao? một đám nữ nhân đều là xài lang hổ báo, duy nhất nam nhân cũng không phải là người lương tiện, sống trong hậu viện tướng phủ, quả thực không khác gì rớt vào hố lửa. Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng Khương Đào Hoa ngoan ngoãn nói, thiếp nói là, một khi gặp được nam nhân anh Tuấn tiêu sái như ra, mà lại vì ra bận rộn không thể bên nhau trọn đời, thật là xui xẻo. Còn không bằng từ đầu không biết có nam tử hoàn mỹ như ra tồn tại. Toàn thân nổi da gà, thầm tại giã ghét bỏ vứt nàng qua một bên, được rồi, lấy đồ đi. Đào hoa lăn một vòng trên giường nệm, đưa tay nhận lấy ngọc bội thầm tại giã ném tới, nhìn kỹ một chút, thấy trên đó có chữ của hắn và dấu của tướng phủ, chắc chắn có thể dùng làm tín vật. Đa tả ra, trong lòng vui mừng, đào hoa nhanh nhẹn tìm sợi dây thường thắt ngọc bội lên cổ, đôi mắt quay vòng vòng, rõ ràng đang suy tính gì đó. Thẩm tại giã không để ý nàng, hậu viện này lớn như vậy, nàng cũng không thể bay ra ngoài phóng túng được. Hắn đã nói hết, cũng là lúc trở về tiếp tục công việc. Buổi tối nhớ khóa chặt cửa, trước khi đi, hắn không nhịn được quay đầu lại nhìn nàng nói, nếu có người kỳ quái tới nữa, ngươi không cần để ý. "Vâng." cười híp mắt đáp, Đào Hoa nhìn theo hắn ra ngoài, thỏa mãn vỗ vỗ ngực, quay sang Thanh Đài nói, "Ngày mai chuẩn bị ra cửa." Thanh Đài gật đầu, nhưng có chút không hiểu hỏi, "Ra đã đến đây, sao lại chỉ vào ban đêm?" "Hắn bận nhiều việc." khẽ nhíu mày, Thanh Đài không nhịn được nói thầm nếu bận rộn như vậy, đến một chuyến làm gì? Đến một chuyến cũng là việc gấp, đào hoa nói ẩn ý, không vì gì khác. Thanh đài ngẩn ra, không hiểu lắm, nhưng chủ tử đã thản nhiên đóng cửa lại, chuẩn bị đi ngủ. Vì trong phủ có nhiều người kỳ quái, cửa sổ nhà chính tranh xuân các đều đóng chặt, thanh đài còn canh giữ ở cửa để bảo đảm đào hoa an toàn. Nhưng, vào canh một, đào hoa vẫn bị đánh thức. Đánh thức người không dễ dàng chút nào, trong tay bóp cọng lông gà, từ Yến Quy cười híp mắt nhìn nàng, sao ngủ say vậy? Kinh ngạc nhìn về hướng cửa, đào hoa nhíu mày, người đã làm gì nha hoàn của ta? Buổi tối khuya, sao nữ nhân có thể đứng ngoài? Ta bảo nàng về phòng ngủ rồi. Từ Yến Quy cười, lộ ra hàng răng trắng, ta có phải rất thương hương tiếc ngọc không? chương 90 Công phu của Thanh Đài rất giỏi, nhưng lại bị hắn đánh bại, chắc chắn quá trình đó không hề nhẹ nhàng chút nào. Đào hoa cao mày thật sâu, cảm thấy trong phủ có người này bản thân mình thật sự quá nguy hiểm nếu một ngày nào đó hắn thực sự có ý định xấu chẳng phải là mình sẽ bị liên lụy sao đang mải nghĩ ngợi đào hoa thấy người trước mặt bất ngờ lấy ra một đôi ngọc bội uyên ương đưa cho nàng một chiếc cười nói khi thấy vật này ta nghĩ ngay rằng nó sẽ rất đẹp khi nàng đeo khóe miệng khẽ nhếch đào hoa nhận lấy ngọc bội mượn ánh trăng nhìn kỹ thực sự đây là một bảo vật vô cùng tinh xảo loại này người thường không thể mua được cả trạm trổ lẫn chất liệu ngọc đều thuộc hàng cung đình tặng ta sao đúng vậy tự yến quy nháy mắt mấy cái nàng không dám nhận sao tất nhiên là không dám đây là đôi ngọc bội nếu bị người khác phát hiện chẳng phải sẽ gán cho nàng tội ngoại tình sao đào hoa nhìn hắn bất chợt thấy trong mắt hắn lóe lên một tia gian trá hắn có ý định với mình sao đào hoa hơi nhíu mày thuận tay giấu ngọc bội đi nếu tiên sinh có lòng tốt sao ta có thể không nhận để đáp lễ ngày mai ta có dịp ra khỏi phủ xin mời tiên sinh một bữa tiệc lớn được chứ nàng thật đúng là người biết ơn và báo đáp tự yến quy mỉm cười được khi nào và ở đâu ta sẽ chờ giờ mùi một khắc tại quán thông tiền trang đào hoa mỉm cười gần đó có một tiệm rượu phiêu hương ta sẽ dẫn tiên sinh đi tiên sinh thích ăn gì cứ tự nhiên không lo đói bụng đa tạ nàng tự yến quy gật đầu hài lòng đứng dậy mở cửa sổ rồi biến mất ra bên ngoài. Ngáp một cái, mắt đào hoa hiện lên ánh trăng, nhìn cửa sổ một lúc, rồi đứng dậy khóa lại. Từ Yến Quy, nói là khách quý mới tới của phủ, nhưng thực chất là tâm phúc của thầm tại giã từ lâu. Hắn chỉ âm thầm làm những việc không thể để lộ ra ánh sáng, nên liên tục không lộ diện. Người này, miệng lưỡi toàn lời ngon ngọt, nhưng trong mắt không hề có thiện ý, hơn nữa còn như rất không muốn cho nàng sống yên ổn. Nàng thật sự oan uổng, chẳng làm điều gì xấu, nhưng lại bị những người này coi như cái gai trong mắt. Thở dài một tiếng, đào hoa bóp nhẹ đôi ngọc bội uyên ương. Suy nghĩ một chút rồi nằm xuống tiếp tục ngủ. Vừa dạng sáng ngày hôm sau, Thanh Đài đứng trước bàn trang điểm trải tóc cho nàng, thoáng nhìn thấy ngọc bội trên bàn, tò mò cầm lên xem cái này có từ khi nào. Hình như ra chưa từng tặng qua, trong phòng còn có Thanh Mưa và Tây Lâu, hai nha hoàn thô sử đang dọn giường, đào hoa hoảng hốt liếc nhìn họ, rồi vội vàng thu lại ngọc bội, nhỏ giọng nói, người cứ coi như không thấy gì. Thành Đài hơi sướng sờ, quay đầu lại, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Tây Lâu, kịp phản ứng rằng có người ngoài ở đây, mới cúi đầu nói, nô no tỳ hiểu. Chủ tớ hai người lén lút, tất cả đều trong mắt của Tây Lâu, nàng là một nha hoàn thông minh, không cam lòng cả đời làm thô sử bên ngoài viện, muốn tích đủ tiền để đi nơi khác. Vì vậy nàng vô tình hay cố ý tiếp cận Khương Đào Hoa chỉ nghe thấy nàng nhỏ giọng nói với thanh đài giờ mùi một khắc chúng ta sẽ đến quán thông tiền trang bỏ thứ kia vào vật này gây họa không thể giữ trong phủ mặc dù không hiểu chủ tử đang nói gì nhưng thanh đài vẫn gật đầu theo bản năng sau đó tiếp tục trải tóc cho nàng tây lâu nhìn âm thầm rút lui khỏi nhà chính đợi đến buổi trưa dùng bữa liền nhanh chóng đi báo cáo đào hoa thấy hết nhưng không bảo thanh đài ngăn lại qua buổi trưa liền lén lút ra khỏi phủ bằng cửa hông chúng ta không phải có lệnh bài của gia sao? Thành đài nhỏ giọng hỏi, ngài còn căng thẳng như vậy làm gì? Như một kẻ trộm, đào hoa nhìn quanh, khoác áo tròn chạy ra khỏi cửa hung mới nói, tự nhiên là căng thẳng để người khác thấy. Cho ai chứ, người âm thầm không lộ diện, đào hoa cười khẽ, cùng nàng lên xe ngựa, lại liếc nhìn nàng nói, ngươi có ngốc không? Thật sự nghĩ rằng những lời đồn trong phủ gần đây đều là vô căn cứ. Trong tranh xuân các rõ ràng có nội ứng, hơi sướng sờ, thanh đài lập tức phản ứng tây lâu nô tỳ từ lâu đã thấy nàng ta có chút kỳ quái lần trước nửa đêm còn thấy nàng ngoài phòng ngài giống như đang nghe lén khi nào đào hoa nhíu mày hôm trước khi phát hiện dấu chân trong sân thanh đài nói nô tỳ hỏi nàng đang làm gì nàng nói rằng trong sân có dấu chân nam nhân nô tỳ quá kinh ngạc quên mất truy cứu nàng đang làm gì lúc đó gật đầu đào hoa nói vậy thì hơn phân nửa là nàng ngoài ngươi và nàng không ai biết rõ trong viện của ta có người đến. Vỗ đùi, thanh đài tức giận nói, nàng còn hứa với nô tỳ tuyệt đối không nói ra, kết quả chỉ chớp mắt đã bán đứng ngài. Nếu đã biết rõ, chúng ta còn do dự gì nữa, trở về tóm nàng xử trí thôi. Người gấp gì chứ, đào hoa bật cười, cá nhỏ mới mắc câu, sao có thể lập tức kéo lên được. Hơi sững sờ, thanh đài không hiểu hỏi, sau lưng nàng còn có người. Không thể nào, trong tướng phủ quy cùng nghiêm ngặt, Trước kia nàng không ở sân nào cả, làm sao giúp người khác hại ngài. Người tìm chỗ cao mà đi, nước chảy chỗ trũng." Đào Hoa nói, trong tranh xuân các chỉ có ngươi là nha hoàn chính, những người khác đều chỉ là thô sử, có ý đồ xấu cũng không đáng kể. "Nghe có lý," Thanh Đài mím môi, "Vậy nếu không, chờ khi trở về, ngài để bặt hai người vào nhà chính." "Ta không tin được các nàng." Đào Hoa lắc đầu, ở bên ngoài, chỉ cần có điều không thích hợp, ta cũng có thể rõ ràng thấy là ai. Như lần này nhanh chóng phát hiện, nhưng trong nhà không chắc, trừ khi trung thành như ngươi, nếu không ta sẽ không vì giữ lại các nàng mà bỏ qua sự đề phòng. Nghe vậy, Thanh Đài cảm động nói, được chủ tử tín nhiệm như vậy, nô tỳ thực sự chết cũng không tiếc. Đào Hoa mỉm cười, nghĩ rằng với đầu óc của Thanh Đài, muốn hại nàng cũng quá khó khăn, nên mới yên tâm như vậy. Nhưng chuyện này nói ra đối với Thanh Đài quá tàn nhẫn, người tốt bụng như nàng chắc chắn sẽ chọn cách im lặng quán thông tiền trang nhanh chóng đến, đào hoa chọn vị trí ở đây không phải ngẫu nhiên, vì nàng có việc muốn giải quyết tại chỗ này, làm xong sẽ xem có câu được con cá lớn nào không, nếu có, thì thắng lợi trở về. Thưa phu nhân, người tiền hay gửi vật, tiểu nhị cười chào đón, khom người nói, mời vào trong. Ta gửi vật, đào hoa ôm ngọc bội uyên ương đi ra, qua mặt nạ mỉm cười với tiểu nhị, vật này có chút đặc biệt, xin nghe kỹ lời ta dặn. Tiểu nhị sướng sờ, vô tình nhìn vào mắt người đối diện không tự chủ thốt lên thiên tiên hạ phàm sao đào hoa bật cười nhẹ nhàng tiến vào phòng gửi đồ tiểu nhị vội vàng theo sau cầm chìa khóa mở tủ ngài muốn để vật gì xin viết giấy vay nợ cho chúng tôi ký tên là được giấy vay nợ phu nhân đừng thấy lạ đây là quy tắc của ngân hàng tư nhân chúng tôi tiểu nhị nhỏ giọng giải thích ngài gửi đồ ở đây chẳng khác nào chúng tôi mượn vật này nên phải viết giấy vay nợ nếu đổ mất, ngân hàng tư nhân sẽ bồi thường theo giá trị. Nhưng ngài phải trả tiền theo ngày quy định mới có thể lấy lại đồ. Được, đào hoa cười gật đầu, nhận giấy vay nợ từ tiểu nhị, suy nghĩ một lúc, rồi nhờ thanh đài viết tên lên. Vật này có lẽ sẽ nhanh chóng có người đến lấy. Đóng tủ lại, đào hoa đặt chìa khóa vào tay tiểu nhị, nhẹ giọng nói, nếu có một phu nhân quý phái đến hỏi, người cứ nói thẳng rằng ta gửi đồ ở đây. Nếu nàng muốn lấy, người để nàng cầm, nếu không, người cứ tiếp tục giữ. Vâng, tiểu nhị ngơ ngác đáp, nghiêm túc nói, nhất định sẽ làm theo lời phu nhân dặn, ngài yên tâm. Cất kỹ giấy vay nợ, đào hoa xoay người ra hiệu cho thanh đài, rồi âm thầm chạy đến chỗ dư tiền, người một chồng lớn ngân phiếu qua nhiều nơi, đến triệu quốc. Thực ra đây mới là lý do thực sự nàng muốn thẩm tải giá cung cấp nhãn hiệu, nàng ở tướng phủ được ban thường rất nhiều, nhưng không có tác dụng gì, không bằng gửi về cho trường quyết, có lẽ còn có thể giúp đỡ hắn trong lúc cần chuyện này tất nhiên không thể để thầm tại giã biết rõ, để tránh cảm thấy nàng ăn cây táo, rào cây sung. Mặc dù thực sự nàng đang làm việc ăn cây táo, rào cây sung, nhưng cũng phải biết cách nói, tốt nhất vừa khiến tướng ra thoải mái, lại làm mình vui vẻ. Vì vậy lời nói dối có thiện ý là không thể thiếu. Khi ra khỏi quán thông tiền trang, thanh đài mắt tinh, nhìn thấy cửa có vài người lén lút, lúc này định tiến lên bắt lấy. Ai ngờ đào hoa cũng biết rõ nàng đang suy nghĩ gì, hành động còn nhanh hơn, liền kéo nàng lại, không biến sắc đi ra ngoài. Canh giờ vừa lúc là giờ mùi một khắc, từ Yến Quy đã đến, vuốt bụng nhíu mày chờ. Từ tiên sinh, đào hoa từ xa vuốt cầm chào hắn, chỉ vào tiệm rượu phiêu hương bên cạnh. Từ Yến Quy vừa thấy nàng, mặt mày lập tức giãn ra, theo nàng lên lầu, chọn một phòng riêng ngồi. Còn tưởng rằng nàng không đến, sao lại không, đã hứa mời khách, tất nhiên phải giữ lời. Ngồi cạnh cửa sổ, nhìn xuống có thể thấy mặt tiền quán thông tiền trang đào hoa mỉm cười mím môi uống trà nhìn người trước mặt ngọc bội hôm qua là từ đâu đến thật sự rất tinh xảo khiến người ta yêu thích không rời nàng thích từ yến quy nhướng mày có chút vui vẻ nói một nửa kia còn ở chỗ ta nàng biết ý nghĩa là gì không thẹn thùng gật đầu đào hoa mấp máy môi đáng tiếc ta đã là người của tướng gia không muốn phụ lòng tiên sinh ta không quan tâm tự yến quy cười khẽ nhìn nàng nói, chỉ cần nàng nguyện ý, ta nguyện cùng nàng đi khắp chân trời góc biển, bạch đầu giao lão. Nhìn một chút, bình thường những tên lừa đào miệng lưỡi rất lợi hại, người có chút đầu óc cũng có thể nhìn thấu, cũng có thể lừa gạt những cô nương ngốc nghếch chỉ tin vào hai chữ tình yêu. Không biến sắc nhìn ra ngoài cửa sổ, đã thấy vài người kỳ lạ từ ngân hàng tư nhân đi ra, một người chạy về hướng tướng phủ, một người đi về hướng tiệm rượu phiêu hương. Hành động thật nhanh chóng. Phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn